con đi về. Wow.
5 phút nữa.
Cái đẹp phải không? Bố mày chụp thì bắt đẹp. Máy tao đây cơ mà, máy có chụp đây cơ mà. Ôi trời, cái máy này nó đẹp thế này. Sao có 5 phút nữa thôi. Máy này chú ơi, đẹp. Còn bây giờ chúng ta chuẩn bị. Chụp cái này. Đồng mơ ông, chụp bụi. Nó là con, cơ quá này. Mềm quá, chắc con chụp cái máy này.20 giây nữa. Mình còn quay trước. Đợi kết quả cuối này. Đấy, đấy là quả kết. Chưa kết là chùm ngơ. Chuẩn bị này. Bất ngờ đi đâu đi về máy lắc tang